Đội hình taxi bay Everton độc đáo, đột phá và tăng tính trải nghiệm của du khách. Tỉnh Bình Định đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải sắp tới sẽ thí điểm taxi bay ở tỉnh Bình Định. Là loại máy bay cất và hạ cánh theo phương tiện Đức, chạy bằng điện, chở được 4 đến 5 người. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, đây là phương tiện vận chuyển lý tưởng để khách tham quan, du lịch có thể quan sát, ngắm vẻ đẹp thiên nhiên từ trên cao. Lãnh đạo tỉnh cũng đánh giá phương thức vận chuyển của taxi này xanh, mới lạ và độc đáo, có tính đột phá giúp di chuyển dễ dàng và không phát thải các chất gây hại như xe, tàu. Những yếu điểm này phù hợp với nhu cầu phát triển du lịch của tỉnh Bình Định và mục tiêu phát triển bền vững. Riêng tại Việt Nam chưa có loại hình này, tuy nhiên, với những lợi ích dự kiến mang lại từ hoạt động loại hình vận tải bằng taxi bay và rất lớn như là đã phân tích ở trên, cần thiết phải có kế hoạch thử nghiệm, lộ trình thực hiện thí điểm, xây dựng hành lang pháp lý vững chắc trước khi đưa loại hình hoạt động vận tải này vào khai thác chính thức. Tỉnh Bình Định có tài nguyên du lịch biển đảo, tài nguyên du lịch nhân văn phong phú, đặc sắc với 134 km bờ biển, không chỉ được định hướng phát triển là trung tâm du lịch của vùng, mà còn là một trong những trung tâm du lịch biển quan trọng của cả nước trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Các địa bàn tỉnh có nhiều bãi tắm đẹp, nổi tiếng như là Quy Nhơn, Hải Giang, Trung Lương, Cát Hải. Tỉnh cũng có nhiều hòn đảo gần bờ như là Nhơn Châu, Hoàng Khô, Đảo Yến và có cảnh quan đẹp đủ điều kiện thuận lợi để khai thác phục vụ các hoạt động du lịch biển. Ngoài ra, Bình Định còn có các vịnh và đầm ven biển như là vịnh Quy Nhơn, đầm Thị Nại, đầm Trà Ổ và hơn 30 hòn đảo lớn nhỏ có giá trị phục vụ khai thác du lịch. Sau taxi bay, Bình Định tiếp tục đề xuất thủy phi cơ phục vụ du lịch. Bình Định đề xuất thí điểm sử dụng thủy phi cơ M80, trọng tải là 3,1 tấn, chở tối đa là 8 người, tốc độ bay tối đa là 200 km/h, tốc độ trên biển là 100 km/h để phục vụ du lịch. Bình Định là địa phương có bờ biển rất là dài, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có phương tiện vận tải phù hợp để khai thác được hết các giá trị của tài nguyên biển đảo, khám phá hết vẻ đẹp thiên nhiên của Bình Định. Do đó, Bình Định tiếp tục đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét cho thí điểm thủy phi cơ vào hoạt động du lịch kết hợp với cứu nạn cứu hộ trên biển. Công viên Đống Đa mới toanh lên các bạn, thi công cả năm nay chưa xong, hy vọng tới Tết này thì sẽ xong các bạn. Ở trên mình không có gió mà chạy xuống khu vực biển này gió ghê gớm luôn các bạn, gió sóng rầm rầm luôn nè. Đó, khi nào công viên Đống Đa xong thì mình sẽ review toàn cảnh công viên này cho mọi người xem nhé. Bây giờ thì đi dạo một số con đường Quy Nhơn cho bạn xem.
ngoài kia là đường Đống Đa. Khu vực chợ Đầm vào buổi chiều này các bạn, giờ này 3 giờ hơn đó, chạy khu vực chợ Đầm cho các bạn xem. Buổi chiều thì ít buôn bán, chỉ còn lại một số gian hàng tươi các bạn, bán tươi thôi, chủ yếu buôn bán buổi sáng đó. Đường xung quanh chợ Đầm này nó hư hết. Nem Nam Thu và đây là đường Hoàng Quốc Việt. Phía trước là giao nhau với đường Y Lan các bạn, đi thẳng xuống hồ Đống Đa luôn. Thấy hiện nay Quy Nhơn xe ô tô cá nhân rất là nhiều nha, đậu đầy ngoài đường luôn, có những con phố mà dành riêng đậu ô tô luôn các bạn đấy. Bây giờ thì xe VinFast được mọi người mua rất là nhiều đó. Đây là hồ Đống Đa này. Đường Lê Đức Thọ các bạn, thì sắp tới Quy Nhơn sẽ mới thông tin này mới nè các bạn, mình mới được đọc trên báo là sắp tới Quy Nhơn sẽ có hai loại hình dịch vụ rất là mới luôn các bạn, đó là nói cái này trước các bạn, cái khách sạn Kim Triều trước này bây giờ họ làm lại nè bạn, không biết là bán cho ai, ai mua rồi á, bán cho ai mua rồi các bạn đó. Thì nói tiếp về cái dịch, hai cái dịch vụ rất là mới sắp tới được có thể đưa vào thí điểm ở Quy Nhơn. Vâng, đầu tiên là dịch vụ taxi bay. Cái này là tôi định đề xuất các bạn, đề xuất là sẽ mở dịch vụ thí điểm ở taxi bay ở Quy Nhơn, thí điểm thôi nha, đề xuất thôi, đây là mới đề xuất thôi, cho nên là sẽ có rất là nhiều ý kiến trái chiều, là nghe nó rất là mông lung các bạn, nghe rất là mông lung đó. Dọc đường đây thì có rất nhiều quán cà phê đẹp này đó, đây là hồ Đống Đa này các bạn.
cũng khá là lâu rồi mới ghé cái hồ Đống Đa này đó. Dịch vụ taxi bay thì mình riêng bản thân mình thấy nó cũng mông lung quá các bạn. Tại vì ở Việt Nam chưa có ở đâu có taxi bay, và Quy Nhơn là được đề xuất thí điểm đầu tiên trong cả nước. Cái này thì sắp tới hãy chờ xem như thế nào. Còn cái dịch vụ thứ hai đó là dịch vụ thủy phi cơ các bạn. Thủy phi cơ thì cái này thì mình cũng xem rồi. Mình đi Hạ Long du lịch thì mình thấy Hạ Long họ đã triển khai rồi, và bay cũng nhiều rồi các bạn. Chó thẻ đầy đường các bạn, chó to thẻ đầy đường hết đó, cho nên là cái dịch vụ mà du lịch bằng thủy phi cơ thì nó có vẻ hợp lý hơn cái dịch vụ taxi bay. Vậy dù sao thành phố Quy Nhơn cũng có tới mấy chục cây số đường bờ biển rất là đẹp, nếu mà khai thác tốt thì có thể là đưa Quy Nhơn trở thành điểm hot các bạn. Đường Lê Thọ cạnh chung cư Phú Tài này bạn. Mấy chung cư này ở trung tâm các bạn nha, cho nên là các shop house ở dưới thì người ta mua hết. Còn các cái chung cư xã hội ở xe trung tâm á thì các shop house dưới mặt tiền á thì gần như không ai mua các bạn, đỡ không rất là nhiều. Đơn cử như là cái Ecolife đường Điện Phủ các bạn, quá nằm giữa đường luôn, đời bất cần. Qua đường Phan Chu Trinh các bạn, chạy ra biển Quy Nhơn. Kia là nhà mẫu của chung cư Simona. Và dạo này Quy Nhơn khu đô thị với chung cư mọc lên rất là nhiều các bạn. Đi qua cập nhật cái khách sạn Sara bên kia luôn các bạn.
20 tầng rồi. Cái chung cư này, cái khách sạn này là 25 tầng các bạn. 25 tầng, giờ là 21 tầng rồi. 21, 22 tầng, chuẩn bị tầng 2 rồi. Sắp tới rồi. Gần đây đứng quay xíu cho bạn xem. Hai tầng rồi đó. Sàn này lên cũng khá là nhanh các bạn. Khách sạn Sala 25 tầng, tiêu chuẩn 4 sao đó, nằm gần với biển luôn nha, đi ra biển có một đoạn ngắn thôi, 50-100 mét thôi các bạn. Còn phía trước là khách sạn Quy Nhơn đó, mình nghe nói thì khách sạn Quy Nhơn cũng Sala họ xong cái khách sạn này, họ sẽ đầu tư xây mới cái khách sạn Quy Nhơn lại luôn. Hình như khách sạn Quy Nhơn cũng chuyển đồ đi để mà làm luôn các bạn này. Thấy con dở đồ tùm lum hết kia này. Đó, làm luôn á. Cái đất khách sạn Quy Nhơn nó to kinh khủng luôn. Đó, 20 mấy tầng rồi các bạn, 21-22 tầng rồi nhé. Bên kia cà phê Quy Nhơn du lịch cũ đó bạn, bây giờ cũng là tên mới là cà phê Sala luôn rồi. Ok, thì ra biển cập nhật cái dự án nha, du lịch 5 tầng này cho bạn xem này. Cũng khá là lạ luôn các bạn. Mùa mưa nhưng mà Quy Nhơn hiện tại đang nắng kinh khủng luôn. Đó, nắng như mùa hè này. Đó các bạn. Nắng như mùa hè luôn. Đây cái dự án du lịch 5 tầng này các bạn, 4 tầng này. 4 tầng, chính xác là 4 tầng. 3 tầng rưỡi thôi. Đó, chuyện này tái khởi động làm tiếp này. Bỏ thời gian 3-4 năm này. Giờ tái khởi động làm tiếp. Còn cái Lavania kia thì cũng thấy cũng đứng im luôn các bạn, không thể làm tiếp nữa, còn hoàn thiện ở phần nội thất lâu lắm. Bên này là thấy 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng các bạn, 4 tầng. Hồi xưa là dự án của làm cái dự án du lịch các bạn, cho thuê đồ thể thao đó, rồi các dịch vụ liên quan tới biển. Còn khi bây giờ thì họ sửa lại, họ tiếp tục họ làm thì không biết là dự định là có còn giữ lại hay không, hay là thay đổi, có thể làm nhà hàng tiệc cưới gì đó. Thì không biết nha bạn, cũng không biết lắm. Để khi nào
mình hỏi hoàn thiện rồi mình hỏi sau đó các bạn. Khách sạn Mường Thanh. Lavenia, khách sạn theo kiểu hình elip panorama các bạn, rất là khác lạ ở Quy Nhơn luôn, không giống bất cứ một cái khách sạn nào ở Quy Nhơn cả. Cái hình này thì rất là đẹp rồi, nhưng mà đến hiện nay thì có vẻ như chủ đầu tư đứt vốn á, thấy cái năm nay không làm gì nữa các bạn, đóng cửa im ru. Những dự đoán của mình về cái cơ sở này thì sai thật lắm các bạn. Dự đoán đưa vào hoạt động từ cuối năm ngoái, rồi đầu năm nay, rồi giữa năm nay, cuối cùng tới giờ này thì im ru luôn. Chó khá đầy đường. Đây là mặt sau của Hương Việt. Có được 3 chiếc xe lớn ở Đà Nẵng vô tham quan nè, bệnh viện Đà Nẵng các bạn, tham quan Quy Nhơn Phú Yên 3 chiếc. Còn này mà đi Quy Nhơn may mắn ghê luôn, may mắn là đi từ Quy Nhơn đang cái những ngày nắng này, mấy ngày hôm nay nắng đẹp luôn. Canary với Vietnam Ford. Tên nghe không được đọc, không được thuận miệng lắm các bạn. Đó, Hương Việt, rồi bên kia là Lavenia. Thủy điện Vĩnh Sơn. Tuy là nắng nha các bạn, nhưng mà là giờ không khí nó không có được trong lắm. Đó, nhìn ở bên kia nó mờ. Đóng cửa im ru này bạn, dự án Lavenia này. Gớm quá. Ở Quy Nhơn mưa bữa giờ thì nhỏ nhỏ thôi, chưa có nước sông các bạn, chưa có nước sông, cỡ cá Bình Định luôn, không riêng gì Quy Nhơn. Mấy dự án đây cũng làm chậm. Gió quá.
này nhìn Quy Nhơn buồn thiêu các bạn, ít xe, ít không có khách du lịch, buồn thiêu à. Đó, đi ra đường Quán Tanh nè bạn. 4 giờ mấy rồi mà Quán Tanh này. Trong rờn, biển trong rờn luôn. Đúng thành phố biển chỉ có mùa hè là vui thôi. Trường Trưng Vương. Bảo tàng Bình Định các bạn. Bình Định nè bạn, Tòa án Nhân dân tỉnh. Đó, đường Trần Cao Vân đây cũng nhiều khách sạn lắm này. Đó, nhưng mà buồn thiêu quá. Vắng. Odin Hotel. Đường Nguyễn Trãi này bạn, đi qua Lê Hồng Phong. Và thẳng bên kia là đường Trần Phú. Đó, Lê Hồng Phong chạy lên sân động Quy Nhơn. Góc phải ngã tư này là sân động Quy Nhơn các bạn. Tuần này thì Bình Định đá sân khách. Lâu lắm cũng không làm video nào về bóng đá Bình Định rồi các bạn. Cũng khá là nhớ về bóng đá Bình Định thời hoàng kim của kênh mình. 3-4 năm trước thì làm bóng đá rất là nhiều luôn. Chạy lên công viên Quang Trung.